Để ký hóa đơn điện tử mở Invoice, chúng ta sẽ có các bước như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ đăng nhập vào hệ thống đối với nhà cung cấp hóa đơn điện tử mở Invoice trên Google Chrome, và sau đó chúng ta sẽ đăng nhập về thông tin công ty, tài khoản cũng như mật khẩu, và chúng ta sẽ bấm đăng nhập để chúng ta đăng nhập vào hệ thống của phần mềm. Và sau khi chúng ta đăng nhập vào hệ thống rồi thì chúng ta sẽ vào phần hóa đơn nghị định 123. Chúng ta sẽ đến phần là hóa đơn lập có mã cơ quan thuế, và chúng ta chọn phần là hóa đơn giá trị gia tăng. Và tại đây thì chúng ta đã có những cái hóa đơn mà chúng ta đã xuất ở tình trạng là chờ ký, tức là khách hàng đã cung cấp, đã ký sẵn, đã xuất sẵn cho chúng ta, và chúng ta chỉ việc đợi là chờ ký mà thôi. Thì bước 2 là chúng ta sau khi đăng nhập thì chúng ta đến bước thứ hai là chúng ta sẽ cắm chữ ký số vào, và chúng ta cài đặt trên máy tính nếu có. Nếu chúng ta cài rồi thì chúng ta chỉ việc cắm vào, và sau đó chúng ta chọn hóa đơn. Ở đây là hóa đơn số 22, là hóa đơn này chúng ta đã xuất nhưng mà chúng ta chưa ký, thì chúng ta sẽ bấm mục là ký và gửi cơ quan thuế. Thì phần mềm sẽ báo chúng ta là có muốn ký hay không, thì chúng ta sẽ bấm có. Và ở đây phần mềm sẽ báo chúng ta là phải tải bộ cài đặt. Nếu máy chúng ta chưa có thì chúng ta sẽ tải bộ cài đặt về. Còn nếu máy chúng ta đã có rồi thì chúng ta thấy đây cái biểu tượng là mở invoice. Và sau khi chúng ta đã bấm xong thì chúng ta bấm là kết thúc. Thì như vậy là chúng ta đã có sự kết nối. Và đến bước này thì các bạn có thể là ký và gửi như bình thường. Chúng ta sẽ nhập mã PIN. Và như vậy chúng ta đã ký xong hóa đơn số 22. Tiếp theo là đến 23 thì chúng ta cũng sẽ xuất. Các bạn nếu cần thì chúng ta sẽ kiểm tra lại nội dung trên hóa đơn xem là đã đạt yêu cầu chúng ta hay chưa, có cần điều chỉnh và xuất lại các cái thông tin khác hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ bấm là lưu trữ như bình thường. Và sau đó các bạn chọn hóa đơn số 23, chúng ta cũng bấm ký gửi cơ quan thuế. Thì sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta chỉ đợi vài giây thôi là chúng ta đã có kết quả cơ quan thuế. Thì giống như hóa đơn 22, đây 22 và 23 thì chúng ta đã ký và xong. Thì đối với hóa đơn 22, sau khi chúng ta bấm xong rồi thì chúng ta sẽ là chọn dữ liệu là xem và in. Và đến bước này là chúng ta sẽ xuất ra ngoài desktop. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái số hóa đơn là hóa đơn 22. Và tiếp theo chúng ta sẽ có hình 23, thì chúng ta cũng bấm là xem và in. Chứ là chúng ta sẽ in ra chế độ PDF để chúng ta sẽ gửi cho khách hàng. Và hóa đơn đây là hóa đơn số 23. Và sau khi chúng ta đã xuất ra PDF thì chúng ta lưu ngoài desktop và chúng ta có thể gửi cho khách hàng, và khách hàng có thể là tra cứu bằng cách là người ta sẽ vào trang này và ta tra cứu bằng cái mã như thế này, là ta đã tra cứu được hóa đơn điện tử như bình thường. Và khách hàng có thể sẽ tải được bản XML và tải luôn cả bản PDF mà chúng ta đang xem như thế này. Thì đó là cách xuất hóa đơn điện tử đối với là thông tư 78.